Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập chi bộ Bắc Sơn, tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, 27 tháng 8 năm 1949, 27 tháng 8 năm 2021, với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến lớn lao của các đồng chí đảng viên chi bộ Bắc Sơn, ngày 26 tháng 8, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy do đồng chí Lê Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện dẫn đầu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các đồng chí để dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ những người con ưu quý của quê hương đã cống hiến trọn đời mình cho quê hương đất nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Năm 2021, Đảng bộ và nhân dân huyện Ngọc Lặc cũng như nhân dân cả nước đang phải đối mặt với những khó khăn lớn của đại dịch COVID-19. Song dưới sự lãnh đạo, sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt và có hiệu quả mục tiêu kép và có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng như con em Ngọc Lặc đang sinh sống và làm việc tại đây. Đứng trước anh linh các đồng chí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà luôn ghi nhớ công lao to lớn của các đồng chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra. Phấn đấu xây dựng huyện Ngọc Lặc trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, cùng với tỉnh và cả nước chung sức đồng lòng đẩy lùi đại dịch COVID-19. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã công bố quyết định số 3223 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, địa điểm thành lập chi bộ Bắc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.